mẫu xe điện của năm, mẫu xe điện thiết kế của năm. Đó là những giải thưởng mà Hyundai IONIQ 6 đã nhận được trong năm 2023. Một chiếc xe điện thiết kế kiểu dáng coupe lại với sedan khá là đẹp đang được trưng bày tại triển lãm Bangkok Motor Show 2024. Một chiếc xe mà hôm trước mình đăng ảnh lên, nhiều anh em gọi vui em nó là một chiếc 911 kéo dài đó các bạn. Hôm nay thì mình sẽ review em nó cho anh em xem. Em này thì sẽ có màu bạc sơn matte và sẽ có thiết kế khác biệt với chiếc IONIQ 5 các bạn nhé. Đây các bạn có thể lại gần nhìn cái thiết kế phần đầu của chiếc IONIQ 6 này. Một chiếc xe có lẽ là cũng sẽ sớm được đưa về Việt Nam thôi anh em ạ. Phần đầu xe thì nó thiết kế gần như là kín ấy. Sẽ có một chút khe hút gió nằm ở phía dưới này. Có cảm biến này, logo Hyundai này. Và phần nắp capo nó sẽ được làm uốn lượn và vuốt xuống phía dưới. Hai cái phần hốc của cái đèn pha nó sẽ được làm gồ lên. Nó tạo nên đường rãnh ở đây và sẽ thiết kế rất khí động học luôn anh em ạ. Đèn pha thì nó sử dụng cái công nghệ LED và có những cái chi tiết pixel nhìn rất là đẹp các bạn nhé. Đây, cái cụm bóng cỡ lớn nó sẽ nằm phía trên này, sử dụng công nghệ Full LED System. Hai cụm bóng LED phía trên và đèn định vị là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24 cái cụm bóng LED nhỏ nằm ở phía dưới. Và hai cái cụm này nó tạo nên cái hình dáng phần đầu trông rất là đáng yêu đúng không anh em. Rồi, chia tay phần đầu của IONIQ 6, chúng ta sẽ đến với phần ngang. Phần đây chính là thiết kế chiều ngang của chiếc Hyundai IONIQ 6. Các bạn thấy là cái phần mái ở phía trên ấy được làm cong như hình cánh cung luôn. Và đây là cái kiểu dáng coupe lai với sedan đó các bạn. Phần mái vòm phía trên nó được làm cong vuốt xuống tận phần đuôi xe. Và hai cái chi tiết tay nắm cửa này nó cũng sẽ được làm phẳng. Khi các bạn cầm để kéo ra thì nó sẽ nhô ra như này. Các bạn sẽ kéo và mở cửa ra. Đó, cột B, cột C thì đều được sơn màu đen. Chân kính cũng được sơn màu đen. Và thân xe nó được làm gần như là phẳng đó các bạn. Có chi tiết ốp nhựa màu đen ở góc này này. Nhưng mà cái sự khác biệt của IONIQ 6 đó chính là cái phần mái ở phía trên nó được làm cong vút luôn như hình cánh cung anh em ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mâm nhé. Bộ mâm của Hyundai IONIQ 6 thì nó cũng được làm hơi phức tạp một chút. Kích thước là 20 inch, có lốp là 245/40, lốp là của Pizzeri luôn anh em ạ. Lốp của cái thương hiệu mà chuyên dành cho những cái siêu xe ấy các bạn, Pizzeri 20 inch các bạn nhé. Không có vòm bánh trước, không có vòm bánh sau. Và đây chính là cái phần đuôi của chiếc Hyundai IONIQ 6 này. Các bạn có thể quan sát này, cũng là những cái điểm nhấn này. Đấy. Phần trên nó được làm vuốt xuống rồi. Và đây, wow. Cái cánh gió này, các bạn lại gần đây một chút mà xem cái cánh gió này. Nó trông như một cái cánh gió kiểu mỏ vịt trên những chiếc Porsche 911 đời cũ. Đây các bạn nhìn thấy cái cánh lướt gió này kiểu 911 đời cũ. Hay là gần nhất chính là chiếc 911 Sport Classic đó anh em. Giống như ông em, đấy cái cánh gió kiểu mỏ vịt. Phía dưới cũng có mấy cánh gió gắn cố định các bạn nhé. Và cụm đèn hậu lại một lần nữa nó mang đến cho chúng ta một cái sự ngỡ ngàng về cái phong cách thiết kế của những bác oppa đến từ Hàn Quốc. Đây các bạn nhìn này, đấy cái cụm đèn hậu dạng LED nó sử dụng các cái chi tiết kiểu pixel và chạy ngang cái phần đuôi xe, hai màu trên màu đỏ dưới màu trắng. Các bạn nhìn thấy hay không, trực diện cái phần đuôi này, cánh gió to này, cánh gió nhỏ này. Và có cảm biến này, cản sau thì ốp nhựa màu đen, cũng có một cái cụm đèn đặt thấp ở phía dưới này nữa này. Đấy, đèn xi nhan sẽ đặt thấp và cũng có dạng pixel anh em nhé. Đẹp, nói chung là các bạn nhìn thực tế sẽ thấy chiếc này nó thiết kế hay và ấn tượng đấy. Trông nó khác biệt, lạ, logo Hyundai ở trên này, tổng thể phần đuôi và ngoại thất của chiếc Hyundai IONIQ 5. Các bạn có thể nhìn chéo chéo cái phần đuôi sang cái góc này để thấy trông nó hay như thế nào. Đây là IONIQ 6, IONIQ 6 các bạn nhé. Phía sau này chúng ta cũng có một chiếc màu xám này. Đây, một chiếc IONIQ 6 màu xám này. Trông hay không anh em? Trông như 911 kéo dài các bạn nhỉ. Vào nội thất một chút anh em nhé, xem em nó trông như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với không gian khoang cabin. Mở cửa không gian khoang cabin, chúng ta sẽ đến với nội thất của chiếc Hyundai IONIQ 6 này, xem nó khác biệt với IONIQ 5 như nào. Nội thất của chiếc này thì được bọc da màu trắng kết hợp với vải màu trắng. Mình thấy là trông nó cũng khá giống với IONIQ 5 đang bán tại Việt Nam. Ghế ngồi được bọc da, da cứng, có đục lỗ thông hơi. Ghế lái chỉnh điện. Ghế lái chỉnh điện các bạn nhé. Thiết kế thì cũng hơi hơi thể thao. Tại vì nó sẽ có cái hai cái thành hai bên được làm nhô lên. Nó cố định cái phần thân của bạn lại. Cũng được. Và đây chúng ta có một chiếc vô lăng hai chấu quen thuộc của nhà Hyundai. Cũng có nút Drive Mode ở phía trên này. Có hai cái cộng trừ này. Đấy, có hai cái cộng trừ hai bên này.
giới xe xăng thì là lẫy chuyển số, và xe điện thì nó sẽ được cài đặt với nhiều cái tính năng khác nhau, mỗi hãng nó sẽ cài đặt một kiểu, thế nên là mình không rõ đâu anh em ạ. Phía dưới này thì chúng ta có cái cần số đặt thấp này của những chiếc xe điện của Kia, Hyundai mới bây giờ đều có cái cần số đặt thấp ở dưới góc này, điều chỉnh đèn này, điều chỉnh gạt mưa này. Với em iX6 này cũng sẽ có hai cái màn hình 12,3 inch gắn tại vị trí phía sau vô lăng. Đây là màn hình cảm ứng, chúng ta không bật lên để sử dụng được. Đây là màn hình thông tin phía sau vô lăng. Đấy, có cái khung ở bên ngoài làm từ chất liệu nhựa màu bạc các bạn nhé. Cái khung bảo vệ bên ngoài nhựa màu bạc. Ở vị trí này thì khá giống với chiếc iX5. Có cửa gió điều hòa chạy ngang, đèn viền nội thất, ốp trang trí nhựa màu xám. Chúng ta có hệ thống điều hòa, nút khởi động, volume này, các phím tắt như home, media, yêu thích này, setup này, stern này, camera 360 này, hỗ trợ đỗ xe này. Phần dưới này nó cũng được làm khá là hay. Đó, được làm khá là hay này. Đây chúng ta có đế sạc điện thoại không dây này, cổng sạc dạng USB và hai cái khay để cốc. Đấy, ở vị trí chính giữa này. Các bạn lại gần đây một chút đi, các bạn đứng xa quá. Ở vị trí chính giữa này chúng ta sẽ có các phím bấm, ví dụ như lên hoặc là xuống kính của bốn cái cửa xung quanh, nó sẽ đặt ở vị trí chính giữa này anh em ạ. Hoặc là khóa kính nó sẽ nằm ở đây. Lock hoặc unlock hệ thống cửa nó cũng sẽ nằm ở đây. Auto hold ở đây. Đấy, là cái cụm ở đây các bạn nhá. Và đây, cái bề mặt này không phải là được bọc da đâu anh em ạ, mà là cái chất liệu gì nó mịn mịn lắm. Nhưng mà mình thấy như kiểu là chất liệu vải nó bọc phủ ở bên ngoài một cái lớp chất lượng chất liệu đặc biệt gì đó. Phía dưới này chúng ta có hai cổng sạc dạng Type-C nằm ở phía dưới cái bệ tì tay này, và một cái không gian để đồ. Và không gian để đồ nó sẽ nằm cả phía dưới cụm này. Đây, phần dưới này nó cũng sẽ có một cái không gian để đồ rất là rộng ở đây này. Đó, không gian để đồ rất là rộng ở đây luôn. Đó là toàn bộ không gian khoang cabin của một chiếc Hyundai iX6. iX6 các bạn nhé. Và đây, với cái ghế ngồi này các bạn cũng có thể điều chỉnh nó ngả ra hết cỡ như chiếc Kia EV9 luôn anh em ạ. Đấy. À đây, cái độ ngả hết cỡ tốt nhất của nó như này. Nó không ngửa như chiếc EV9 mà nó sẽ chỉ như thế này thôi. Nhưng mà mình sẽ trượt lên một chút. Trượt điện luôn, ở cái phần hông cửa này nó cũng có các cái phím bấm để mình điều chỉnh luôn. Hoặc là bạn điều chỉnh ở dưới cũng được. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái hàng ghế thứ hai của xe xem nó có rộng rãi không các bạn nhé. Xem cái kiểu thiết kế này nó có ảnh hưởng đến cái hàng ghế thứ hai hay không. Đây, chúng ta ra này. Đây chính là hàng ghế thứ hai của chiếc Kia EV. Đây chính là hàng ghế thứ hai của chiếc Hyundai iX6. Ui ôi, các bạn nhìn cái không gian để chân ở phía trước này. Cái phần trước là mình ngồi thoải mái rồi nhá. Nhưng mà khi mình bước xuống hàng ghế thứ hai này, ui ôi, như bơi luôn anh em ạ, rộng mênh mông luôn. Gần duỗi được hết cỡ chân của mình luôn. Quá là rộng rãi và thoải mái cho một chiếc xe 5 chỗ ngồi. Wow. Nó rộng hơn iX6, iX5 rất nhiều. Phía sau thì cũng được bọc da màu trắng, có đủ lỗ thông hơi. Và thành cửa này cũng được bọc cái chất liệu trang trí đặc biệt. Cái chất liệu này mình nhớ không nhầm nó là cái chất liệu tái chế. Đấy, bảo vệ môi trường giống như iX5. Phần thành cửa này cũng thế, được ốp nhựa. Nhựa này là nhựa tái chế để bảo vệ môi trường đấy anh em. Không có rèm che nắng. Bệ tì tay vẫn xuất hiện tại vị trí chính giữa này với hai khay để cốc, cũng được bọc da màu trắng luôn. Ủa chắc chắn thế. Và đây, ở dưới này chúng ta có cửa gió điều hòa này. Và hai cổng sạc dạng Type-C, không gian để đồ phía dưới. Nhưng mà các bạn quan sát cái tổng thể này, thực sự là như kiểu là các bạn có thể bơi lội được ở trong này ấy. Nó quá rộng luôn. Quá rộng rãi và thoải mái. Có 3 vị trí tựa đầu tại hàng ghế thứ hai, chỉ có cửa sổ trời trong khoang cabin thôi. Hàng ghế sau thì không có. Trần xe bọc vải này. Tay nắm ở đây này. Độ ngả tốt. Ngồi giống chủ tịch của anh em. Nó mà trang bị thêm một số cái option cao cấp nữa thì cái không gian hàng ghế thứ hai này rất là ok luôn. Nhưng mà chiếc này thì không được trang bị quá nhiều các bạn ạ. Đó là những gì mình muốn giới thiệu cho các bạn về chiếc Hyundai iX6. Một chiếc xe cũng đang bán tại thị trường Thái Lan, chưa bán tại thị trường Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.